chào các bạn. Samsung Galaxy G5 2016 là một cái sản phẩm có khá nhiều năng thay đổi so với cái phiên bản G5 2015. Tuy nhiên thì Samsung họ vẫn giữ nguyên giá và giá chính hãng ở Việt Nam là 5,5 triệu. Thì với cái giá 5,5 triệu đó thì Samsung Galaxy G5 có một số cải tiến đáng giá. Đầu tiên chúng ta có thể thấy là đã nâng kích cỡ màn hình từ 5 inch lên 5.2 inch và sử dụng cái độ phân giải 720p AMOLED, thì cũng tương tự cái độ phân giải cũ. Thì cái độ phân giải 720p là hơi nhỏ so với cái kích cỡ màn hình này. Tuy nhiên thì đối với những cái máy giá rẻ thì chúng ta vẫn còn thấy hoàn toàn chấp nhận được. Cái điểm nâng cấp tiếp theo chính là cái RAM và bộ nhớ trong. Thì ngày xưa Samsung Galaxy G5 thì bộ nhớ trong là 8GB và 1.5GB RAM, nhưng phiên bản mới thì Samsung đã nâng cấp lên 2GB RAM và 16GB. Thì đối với cái bản G5 thì Samsung Việt Nam họ không cắt giảm cấu hình. Còn G7 thì 3GB RAM ở một số quốc gia thì đem về Việt Nam sẽ là phiên bản 2GB RAM, nên các bạn cũng cần để ý cái điều đó khi mà các bạn mua máy. Còn cái chip xử lý giữa hai phiên bản này, phiên bản 2015 và 2016 gần như là không có rất khác biệt, vẫn là Snapdragon 410 với 4x1.2GHz. Cái điểm nâng cấp tiếp theo là cái dung lượng pin. Nếu như phiên bản cũ có dung lượng pin rất là tốt so với một cái máy màn hình 5 inch là 2600mAh, thì cái phiên bản mới nó có dung lượng pin lên tới 3100, thì rất là xuất sắc đối với một cái máy 5.2 inch, đặc biệt là độ phân giải 720p. Cái dung lượng pin đó cộng với độ phân giải đó sẽ làm cho cái máy này có khả năng sử dụng lâu hơn, nhưng mà bọn mình sẽ test kỹ hơn khi mà mình có cái máy chính thức. Còn đây vẫn chỉ là cái máy mà bọn mình mượn để thử nghiệm mà thôi. Về mặt tính năng, chúng ta còn có camera, thì camera vẫn là camera 13 chấm với khẩu độ f/1.9 giống như là phiên bản cũ. Nhưng mà camera trước thì các bạn sẽ thấy là chúng ta xuất hiện thêm một cái flash LED để tự sướng và một cái camera 5 chấm f/1.9 luôn ở đây. Thì cái camera 5 chấm hướng selfie các bạn trẻ đang rất là thích hiện tại. Còn về mặt phần mềm thì sao? Thì về mặt phần mềm của Galaxy G5 2016, các bạn sẽ thấy là chúng ta có hai điểm đáng chú ý nhất. Đầu tiên chính là Android 6.1. Khi mà các bạn mở cái máy này lên thì các bạn sẽ thấy là nó đang sử dụng Android 6.1 thay vì cái Android 5.1 như cái phiên bản G5 2015. Điểm chú ý thứ hai là nó có hỗ trợ S-Buy. S-Buy là một cái tính năng dành cho người dùng ở những quốc gia đi xe máy nhiều như Việt Nam, như Ấn Độ. Thì đầu tiên nó xuất hiện ở cái máy G3 cho sử dụng Ấn Độ. Bây giờ nó xuất hiện Việt Nam, nhưng mà rất tiếc là mình chưa thử nghiệm được, bởi vì mình chưa có cái cục tắc NFC hỗ trợ cái tính năng S-Buy. Thì khi nào mà mình mượn được, mình cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn. Còn về mặt thiết kế thì các bạn cũng thấy là cái Samsung Galaxy G5 giống như là Samsung họ có một cái biệt tài là họ làm những cái máy có thiết kế kim loại nhìn giống nhựa, và những cái máy nhựa lại giống thiết kế kim loại. Năm ngoái thì bạn nào sử dụng các máy dòng A thì các bạn rất là hay hiểu lầm là cái mặt sau nó là nhựa, bởi vì Samsung họ phủ một cái lớp coating bên trên. Còn đến năm nay thì bạn nào sử dụng cái máy dòng G5, G7 thì các bạn sẽ rất là nhiều người sẽ hiểu lầm là cái nắp này là cái nắp kim loại. Nhưng mà thực tất khi mà các bạn tháo nó ra như vậy thì các bạn sẽ thấy là nó là một cái miếng nhựa và có cái antenna NFC ở đây. Khi mở ra bạn sẽ có là hai cái khe cắm SIM độc lập và một khe cắm thẻ nhớ để chúng ta sử dụng. Pin băng ở 4mAh ở đây. Xin cảm ơn các bạn.